Nhà thì chật, ngõ thì hẹp, mà nhà điều hòa tôi chả thích đâu. Chiều ra đây ngồi thoáng mát là thích rồi, nhưng mà xóm quạt bún chả, tôi thì ngồi, chả ngồi lâu được. Tôi chỉ ước bây giờ có chỗ nào có nhiều cây xanh thì tốt. Cố 10 năm rồi mới được một thằng cu đang học lớp 5. Quán xá nhà cửa chung đụng như thế này, quần áo cả nhà, ai cũng buồn phở. Thằng bé đi học cứ bị trêu là chí phở. Vợ chồng mình yêu nhau được 5 năm, nhưng mãi mình mới ngỏ lời. Ấy thế mà hai vợ chồng cũng đã về ở với nhau được 3 năm rồi. Ba thế hệ đều cùng ở chung một nhà, nhiều lúc sinh hoạt rất là bất tiện. Ông bà thì không có không gian riêng, con thì không có chỗ chơi. Nói chung là công việc của hai vợ chồng khá là bận. Hai bé thì một bé học cấp 1, bé học cấp 2. Chúng nó nghỉ hè cả tháng nay rồi mà đã được chúng nó đi chơi được đâu. Chúng nó cũng thích đi biển á, mà xa quá. Tôi chỉ cần buổi sớm được hít thở không khí trong lành, chiều dạo bộ quanh hồ, thế là cuộc đời viên mãn lắm rồi. Đây thực sự là những gì mà vợ chồng mình vẫn mong ước. Có không gian riêng, có hồ bơi mà không khí lại trong lành nữa. Cô ấy thì rất thích căn hộ và đặc biệt là phòng riêng cho em bé. Tôi rất là thích ở đây, quán xá thì sạch sẽ, văn minh. Ôi trời ơi, nó thích lắm ấy chứ. Háo hức ước giá như nhà mình được ở đây á. Ngày nào con cũng dẫn mẹ ra công viên để mẹ tập thể dục giảm béo. Con thì đi bơi rồi chơi đu quay, cầu trượt. Ước gì biển cách nhà chỉ vài bước chân thôi.